Xin chào anh em. Video này mình xin nói về cái vấn đề mà chọn đất trồng trồng ớt nha. Như cái ví dụ như là cái này đây. Mấy cái clip nè, từ đây trả vô nè. Là đất đất ruộng mình lên. Lên mà dạng như lên nó là không có đất, nó còn dẻ cứng, không có tơi xốp á. Mà trồng cây ớt nó không có phát triển đâu nha các bạn, thấy nguyên từ mấy cái clip này nè, mình lên mà mình để tầm khoảng có 1 tháng tháng mấy à, rồi đất nó còn dẻ, nó chưa có bung ra. Trồng các bạn có nhìn thấy không, trồng nó không có phát triển nổi luôn á. 10 cây chỉ phát triển chỉ có vài cây à. Cho nên anh em mà nào muốn đất ruộng lên trồng ớt á, trước tiên mình lên mình cứ trồng ba cái đậu gì đi, mình trồng vài tháng 2-3 tháng là khỏi cần thu hoạch cũng được nữa, trồng mình bỏ đại đó, nên nó cải tạo đất. Cái cao là mình nói trồng ớt thì mình trồng thôi, mình cứ xạ đại mà khỏi quan tâm nó, coi như mình không cần nó đó, chủ yếu để cải tạo đất thôi. Cây nào tốt nhất nó chỉ có tầm bằng này thôi à. Còn nếu mà đất trên vườn đất lâu năm người ta trồng qua một cây vụ à, càng tươi xốp thì càng ngon. Tại nguyên cái clip này với đá không dòm chán chết đi được. Ví dụ như cây này nè, nó hết phát triển rồi nè, cái rễ nó ăn lên trên không nè, các bạn thấy không, tại vì đất ở dưới quá cứng rồi, nó không có thể nào mà cái rễ nó ăn xuống được nữa, nó mới bắt lên trên nè. Nếu mình hy sinh cái ớt mình nhỏ lên coi cái rễ nó dưới có được không? Nó chỉ cần đùm bay lớn nè, rễ nó ăn hết nổi nữa, nó ăn hết nổi bắt đầu bóng lên trên nè. Đất cái các bạn nên nè, coi đất ấy là cứng ngắc luôn, nguyên cục gì luôn, nguyên cục gì luôn à. Trồng cây nào mà sống được, thấy khoèn luôn không, chưa trồng qua cái cây hết, thấy khoèn, nó khoèn vàng khè luôn không. Nó đất cục cục như vậy á. Mình muốn trồng nên mình chọn cái đất cho mình ngon một chút đi. Video này mình chỉ có bấy nhiêu lời muốn nói thôi. Anh em thấy hay hãy đăng ký kênh cho mình và chia sẻ cho mọi người cùng xem video. Xin chào tạm biệt anh em ạ.